chẳng ai hay đây ở ngoài biển chơi. Thì mình phải đi về. Giờ cũng khoảng gần 6 giờ nó chiều rồi nhá. Mà trời vẫn nắng vào đấy ạ. Đồ để đầu bằng trang kia kìa. Đó. Sợ người ta lấy mất luôn. Cho nên phải về. Wow. Thấy mình ở trên phao cả gần tiếng đồng hồ á. Giờ bây giờ xuống nước nó lặng lắm. Wow là. Wow. Wow là. Hè đi tắm biển rất là thích không? Ngày nào cũng ra biển tắm. Rất là thích. Có nhà gần biển nữa. Ngày nào cũng đi tắm được. Sáng sớm rồi ra tắm cho khỏe. Bơi bơi nó khỏe lắm ạ. Từ mùa đông ở bên này người ta đi hồ bơi. Người ta tắm bơi. Mùa hè là người ta đi biển người ta tắm. Ở này mà nhà nào có hồ bơi là cũng khá lắm rồi đó. Hồ bơi xe bên này cũng mắc lắm á. Đẹp cái chân kiểu này nè. Đó là nước đập nó ầm 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 á. Nó không đi nhanh bằng kiểu bơi ếch luôn, đạp chân ếch. Đi nhanh.
Slow down. Mọi người thấy ở đây có con cua này, mới tìm được con cua, thấy không? Con cua bắt nó. Con cua nhỏ xíu à, cua biển. À, nó chạy rồi, à, nó chạy mất rồi. Tiêu của anh em thì phải.